xe đầu kéo bốc cháy dữ dội trên đèo Trường Đông, Sơn La. Khoảng 12 giờ ngày 6 tháng 5, một chiếc xe đầu kéo bất ngờ bốc cháy trên quốc lộ 6 đoạn qua đèo Trường Đông, huyện Yên Châu, Sơn La. Thông tin ban đầu, chiếc xe mang biển kiểm soát 26C08722 kéo theo rơ móc biển kiểm soát 26D00035 đang lưu thông theo hướng Hà Nội, Sơn La đến địa điểm trên thì bất ngờ bốc cháy. Do nắng nóng gay gắt, ngọn lửa lan rộng, phần đầu xe bị thiêu rụi hoàn toàn. Sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng khẩn trương có mặt tại hiện trường để chữa cháy, rất may không có thiệt hại về người. Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ. Hiện nay, đang ở cao điểm của mùa nắng nóng, nhiệt độ nhiều khu vực lên tới trên 40 độ C, nguy cơ cháy nổ rất cao. Nhất là đối với các xe chạy đường dài phải liên tục vận hành trong điều kiện nhiệt độ cao. Người điều khiển và chủ phương tiện cần tuân thủ nghiêm các quy định phòng cháy, thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng xe, hệ thống dây dẫn điện, khu vực khoang máy để kịp thời xử lý, bảo đảm an toàn phòng cháy, hạn chế thiệt hại.